Ngọc Trinh tỏ thái độ khi có người hất vai mình trên thảm đỏ. Người đẹp thể hiện sự khó chịu và không vừa ý, phản ứng cực căng, đã hết giai đoạn hiền lành, trở lại như lúc trước. Tối qua ngày 14 tháng 10, nhiều sao Việt tình đám cùng nhau đổ bộ tại sự kiện ra mắt phim ở thành phố Hồ Chí Minh, trong số đó có Ngọc Trinh. Nữ người mẫu diện chiếc đầm trắng với phần eo váy được nhấn nhá chất liệu jeans lạ mắt, mái tóc ngắn búi gọn và lối trang điểm đậm ở mắt khiến visual của Ngọc Trinh thêm phần quyến rũ. Ngoài gây chú ý vì nhan sắc thì một khoảnh khắc drama của Ngọc Trinh ở sự kiện khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt. Theo đó, trong lúc chờ đợi gọi tên chụp ảnh thì nữ hoàng nội y bất ngờ bị một người ở khu vực thảm đỏ hất vai. Bất ngờ bị tác động mạnh nên Ngọc Trinh không khỏi khó chịu. Cô cũng thể hiện thái độ bức xúc ra mặt khi dành ánh mắt không thiện cảm cho người hất vai mình. Khoảnh khắc nữ người mẫu trợn trừng mắt giữa thảm đỏ nhận về nhiều ý kiến tranh luận. Cư dân mạng cho rằng là người của công chúng và có mặt ở sự kiện công khai thì Ngọc Trinh không nên thể hiện thái độ quá gay gắt vì sẽ dễ làm mất hình ảnh. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định khi bị tác động bất ngờ thì không chỉ Ngọc Trinh mà ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Việc thể hiện cảm xúc cá nhân là điều nên được thông cảm. Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê ở Trà Vinh, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Sau đó, cô gắn bó với vai trò người mẫu và được nhiều người gọi là nữ hoàng nội y khi trộn phong cách sexy, hở bạo. Tuy nhiên cũng vì vậy, Ngọc Trinh liên tục vướng nhiều tranh cãi. Tháng 2 năm 2024, Ngọc Trinh bị xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tội danh gây rối trật tự công cộng. Tại tòa, cô thành khẩn khai báo và nhận lỗi. Sau thời gian vướng vào lao lý, Ngọc Trinh gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng bởi hành động của mình. Ngọc Trinh cho biết cô rút ra được bài học sâu sắc và hứa sẽ hoàn thiện bản thân để mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Sau 4 ngày được về đoàn tụ với gia đình, Ngọc Trinh đã có động thái mới trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân mang tên Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng có hơn 3 triệu người theo dõi đã thay đổi ảnh bìa. Ngoài ra, Ngọc Trinh viết tâm thư rất dài để gửi tới người hâm mộ. Ngọc Trinh viết, trước tiên, Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc con đang dang dở. Đồng thời, Trinh cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới những người xung quanh đã phải chịu ảnh hưởng bởi hành động của Trinh. Thời gian vừa qua cũng là cơ hội để Trinh có dịp nhìn nhận lại bản thân của mình. Mỗi chuyện xảy ra với cuộc đời đều có chứa đựng mất và được, nhưng Trinh vẫn nhìn nhận theo hướng tích cực rằng mình được yêu thương nhiều hơn, mình được hiểu thêm nhiều điều rất quý giá trong cuộc sống này. Theo Ngọc Trinh, với tư cách là người của công chúng, cô cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp, truyền thông chuẩn mực hơn đến thế hệ trẻ. Ngọc Trinh từng chia sẻ về sự cố của bản thân, ngày trước bị một vết sẹo nhỏ đã dãy nảy lên, coi đó là một chuyện không chấp nhận được, lo lắng ngày đêm. Còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện lớn hơn, cảm thấy những vết sẹo này chỉ là một chuyện nhỏ, như những vết điểm nhẹ thoáng qua trong đời, coi như đó là một chuyện đáng nhớ trong cuộc đời. Suy ra mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều có nhiều cách nhìn khác nhau, quan trọng mình đón nhận nó như thế nào. Sau khi trải qua ồn ào tai tiếng lớn trong sự nghiệp, Ngọc Trinh hiện đã ổn định cuộc sống và trở lại hoạt động tham gia các sự kiện giải trí. Trên trang cá nhân có 3 triệu người theo dõi, chân dài gốc Trà Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, hoạt động mới. Vào tháng 3 năm 2024, Ngọc Trinh từng lộ diện trong sự kiện khai trương công ty và gây chú ý vì ngoại hình tăng cân. Thời điểm đó, người đẹp 8X từng tiết lộ nặng 53.5kg, số đo 3 vòng lần lượt là 83, 63, 95cm. Để lấy lại phong độ và vóc dáng, người đẹp gốc Trà Vinh đã tập luyện yoga và ăn uống khoa học chăm chỉ trong thời gian qua.